Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ sáu ngày 3 tháng 2 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở đêm nay, giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu tăng nhẹ trở lại sau khi đã giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua. Hiện tại đang đứng quanh mức 1.917 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.911,05 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.917,69 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 101,855 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, đứng ở mức 23.560 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3,376% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, mỗi thùng dầu thô hiện tại đang giao dịch ở mức 76 đô la Mỹ trên một thùng. Giá vàng trên thị trường thế giới rơi thẳng đứng sau khi mà tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, các quốc gia có nền kinh tế lớn tiếp tục tăng thêm lãi suất. Cụ thể, trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới lao dốc rất mạnh, tới hàng chục đô la Mỹ trên một ounce trong bối cảnh thị trường tiền tệ vẫn đang xem xét tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sau khi mà tổ chức này tăng thêm lãi suất 0,25%. Tuy nhiên, nhận xét của Chủ tịch Fed ông Jerome Powell tại buổi họp báo cho rằng việc giảm lạm phát là đặc điểm của kinh tế Mỹ hiện nay, khiến thị trường tin rằng Fed sắp kết thúc chuỗi tăng lãi suất. Theo đó, đồng bạc xanh đã đảo chiều tăng giá trên diện rộng. Giá vàng trên thị trường thế giới hôm nay rơi vào thế bất lợi. Trong khi đó thì Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và Ngân hàng Trung ương Anh BOE cùng tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm để kéo lạm phát đi xuống. Động thái này không bất ngờ vì thị trường đã dự báo việc tăng lãi suất của ECB và BOE từ nhiều tháng trước đó. Từ đó mà đồng bạc xanh vẫn tăng giá so với đồng euro và đồng bảng Anh. Trước sức ép của đồng đô la Mỹ, có lẽ giới đầu cơ lo ngại giá vàng đi xuống nên khi mà kim loại quý này giao dịch trong vùng 1.950 đô la Mỹ trên một ounce, họ đã bán ra chốt lời. Sau vài giờ giao dịch, giá vàng trên thị trường thế giới bốc hơi tới 40 đô la Mỹ, xuống còn 1.910 đô la Mỹ trên ounce vào thời điểm 6 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 3 tháng 2 năm 2023. Giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng của thị trường vàng thế giới. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,80 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,62 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên cuối ngày hôm qua. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,80 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,60 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, hay còn gọi là PNG, mua vào mức 66,50 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,40 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và giảm tới 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm mạnh hơn, điều chỉnh giảm 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hiện tại đã được mua vào mức 54,10 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 55,20 triệu đồng trên lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng ngày hôm nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.602 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm nhẹ 2 đồng trên 1 đô la Mỹ so với hôm qua. Với giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì không có điều chỉnh về giá, hiện tại mua vào phổ biến trong khoảng 23.250 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 23.620 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, sau khi tăng nhẹ 55 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và tăng 5 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra, đến thời điểm này chưa có điều chỉnh về giá, hiện tại đang được mua vào mức 23.475 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 23.525 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 6.680.000, bán ra 6.760.000. Giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.680.000, bán ra 6.762.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội
Mua vào 6.650.000, bán ra 6.740.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 30.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.680.000, bán ra 6.770.000. Doji Hà Nội mua vào 6.670.000, bán ra 6.765.000. Phú Quý SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.750.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.665.000, bán ra 6.755.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 13.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.670.000, bán ra 6.740.000, giảm 30.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.680.000, bán ra 6.740.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.730.000, giảm 50.000 ở chiều mua, giảm 40.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.670.000, bán ra 6.765.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.680.000, bán ra 6.762.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, thời điểm này giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.680.000, bán ra 6.762.000. SJC Huế mua vào 6.677.000, bán ra 6.763.000. STC Bình Phước mua vào 6.678.000, bán ra 6.762.000. STC Biên Hòa Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.680.000, bán ra 6.760.000. STC Long Xuyên mua vào 6.682.000, bán ra 6.765.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.680.000, bán ra 6.762.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.638.000, bán ra 6.762.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, thời điểm này giảm mạnh trong khoảng từ 125 cho đến 300.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 12.500 cho đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.410.000, bán ra 5.520.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.410.000, bán ra 5.530.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.380.000, bán ra 5.480.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.295,7 nghìn, bán ra 5.425,7 nghìn, giảm 29.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.925,4 nghìn, bán ra 4.125,4 nghìn, giảm 22.500 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 3.010,2 nghìn, bán ra 3.210,2 nghìn, giảm 17.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.100,4 nghìn, bán ra 2.300,4 nghìn, giảm 12.500 ở chiều mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.